Xin chào anh em. Và hôm nay thì em Tú sẽ trên tay giới thiệu đến với anh em mình hai chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Deathshot 36. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ bản thép có mã máy 126234, mặt số tia xanh và một chiếc đồng hồ có mã máy 126233 thiết kế thân vỏ được kết hợp giữa thép và vàng vàng 18k mặt số vi tính nhá cái chiếc này của em thì đều là chiếc đồng hồ đã qua dụng và sẽ có đầy đủ phụ kiện đi kèm như lúc nhà mình anh em nhà mình mua mới luôn và bây giờ thì anh em mình sẽ thấy đó là những phụ kiện đi kèm ở đằng sau của cái video này đây ạ chúng ta sẽ có hộp sổ sách và quan trọng nhất đó là hai tấm thẻ đi kèm của hai chiếc đồng này đều là hai chiếc đồng hồ của tấm thẻ đời mới nhá. Ở mặt sau tấm thẻ này chúng ta sẽ thấy được đó là mã máy 126234, mã số siêu ở bên dưới, ngay cất hành của chiếc đồng hồ mặt số tia xanh đó là mùng 2 tháng 4 2023, bảo hành chính xác đến tháng 4 2028. Và khi mà anh em già mình giao lưu tại cửa hàng của em thì bé vẫn sẽ bảo hành cho anh mình đó là 4 năm và bên em thì vẫn sẽ luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng chọn đời máy nhá anh em mình có thể check chính hãng bất cứ cho uy tín để có thể check chính hãng hai mẫu sản phẩm này hay bất cứ một mẫu sản phẩm nào của em tú á tiếp đến thì anh em mình sẽ thấy đó là cái tấm thẻ của chiếc đồng hồ với thiết kế mặt số vi tính chúng ta sẽ có mã má máy 126233 mã má số serial ở bên dưới ngay kết bành của chiếc đồng này đó là 26 tháng 3 2027 bảo hành chính hãng đến tháng 3 2020 27 nhá. Và khi mà anh em giao lưu tại cửa hàng của em thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh mình theo thời gian còn lại của bảo hành chính hãng đến 2027. Tình trạng của hai chiếc đồng này thì anh mình cũng có thể thấy được đó là còn rất là mới đúng không ạ? Và quan trọng nhất đó là nguyên zin, chưa qua spa, chưa qua spa đánh bóng nhá, chưa hề bị mở máy bất cứ một lần nào cả và vẫn sẽ là một chiếc đồng hồ một chủ sử dụng ngay từ mới. Và trên tay của em đây ạ, thì đó chính là chiếc đồng hồ với phần mặt số tia xanh. Chúng ta sẽ có đó là những cái đường trẻ tia siêu nhỏ trên cái phần mặt số này và nó sẽ có một cái phần màu sắc rất là trẻ trung và nhã nhặn, mặt màu xanh dương. Đi kèm với đó sẽ là cọc số kim cương nhá. Ở bên trên góc mai giờ chúng ta sẽ có logo thương hiệu của hãng, dòng sản phẩm Shirt và dòng chữ Supertip Chronometer. Đó chính là một cái chứng nhận về độ chính xác của bộ máy 3235 của nhà Rolex với sai số giá cộng trừ không quá 2 giây một ngày suýt với logo thương hiệu khóa ở chính giữa thì những cái mẫu đồng hồ đời mới nhất của nhà Rolex đều có được cái logo này và bên trên góc à, 3 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày rất là to và rõ ràng thông qua một phần núp ở bên trên góc 3 giờ mặt kính để chúng ta có thể to và rõ ràng hơn rất nhiều mặt kính thì sẽ có một cái logo được khắc laser ở chính giữa mặt kính góc góc 6 giờ nhé và bên trên cái phần vành mặt số thì anh em mình sẽ có đó là những cái dòng chữ Rolex được khắc laser chạy xung quanh cái phần vành mặt số này và với mã số seri của chiếc đồng này thì sẽ được khắc chìm ở bên dưới góc 6 giờ như chỗ tay em đang chỉ đấy ạ. Và khi mà anh em sở hữu cái chiếc đồng này thì chúng ta chỉ cần check chuẩn số seri trên đồng hồ hoặc trên thẻ là có thể yên tâm được rồi nhá. Về phần thân vỏ thì chúng ta sẽ có một cái phần thân vỏ được kết hợp giữa thép và liềng vàng trắng 18K để tăng độ bắt sáng cho cái phần mặt số đồng hồ thì nhà Rolex họ sẽ trang bị cho anh mình đó là một cái phần niềng rãnh khía bằng vàng trắng nguyên khối và chúng ta có thể sẽ thấy được đó là cái phần niềng rãnh khía này còn rất là đẹp mà bén như thế này nhá ở phần thân bên dưới thì chúng ta sẽ có sẽ có đó là thân bằng thép và sẽ được hoàn thiện giữa đánh bóng và bộ dây thì sẽ hoàn thiện cái dạng phay xước chúng ta sẽ có bộ dây có tên gọi dây Jubilee ba chỉ chính giữa sẽ sẽ là được đánh bóng hai chỉ bên cạnh thì sẽ được hoàn thiện cái dạng phay xước còn đây sẽ bên tay phải của em sẽ có phần núm chiếc đầu này Với thiết kế lú vặn cổ chai thì anh em mình sẽ có độ chống nước nên đến 100m thì chúng ta có thể rửa tay đi mưa cũng khá thoải mái nhá Về chiều dài của bộ dây thì sẽ đầy đủ mắt dây như lúc anh anh em nhà mình mua mới 22 mắt dây trên bộ dây Jubilee này Về thiết kế khóa thì anh em mình sẽ có khóa Oyster và mặt đáy sẽ đạch kín bộ máy 32, 35, 70 tiếng tích cót. Và bây giờ thì em sẽ thử trên tay cho mình với thiết kế của chiếc đồng hồ thân thép niềng vàng trắng cọc kim cương mặt số tia xanh này nhé khi mà chúng ta nhìn thẳng vào vòng phần mặt số của đồng hồ thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái phần mặt số xanh đậm rất đẹp đúng không ạ có khi mà nhìn nghiêng thì chúng ta sẽ thấy một cái màu xanh sáng rất tuyệt vời đó chính là cái hiệu ứng của mặt số trái tia rất đẹp khi mà anh mình nhìn ở bất cứ một góc độ nào ạ với chiếc này thì em nó giao lưu đó là 318 triệu nha anh em một mức giá rất là tốt để anh mình có thể sở hữu ạ Tiếp đến thì em sẽ có đó là mặt số vi tính. Mặt số vi tính thì là một trong những cái phần mặt số được rất nhiều anh mình ưa chuộng bởi vì cái phần mặt số này quá đẹp đi ạ. Đến thời điểm hiện tại thì Rolex họ đã dừng sản xuất mặt số vi tính này. Thay thế vào đó sẽ là mặt số lếp gấp và mặt số lá cọ. Thì để mà anh em tìm được một chiếc đồng hồ hàng mới của mặt số vi tính này rất là khó nhá, gần như là không thể và để mà tìm được hàng lướt đết cao thì với chiếc đồng này có lẽ chỉ có mình em Tú có mà thôi ạ tình trạng của chiếc này xem một chiếc đồng hồ hàng lướt nguyên zin nhá nguyên zin một chủ anh chủ cũ anh ấy mua mới và sau đó thì có quay đầu lại sang cho em để đổi sang một chiếc đồng hồ khác đẳng cấp hơn chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ phụ kiện đi kèm hộp sổ thẻ tác đầy đủ 22 mắt dây đi kèm và anh em mình cũng thể cảm nhận được độ mới của chiếc đồng hồ này đúng không ạ rất là mới đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy đó là nó chỉ có một vài vết dăm nhẹ ở bên trên cái phần thân thép đánh bóng này mà thôi còn về mặt số trên ngoài thì bây giờ em sẽ tập trung vào mặt số nhé mặt số thì sẽ được hoàn thiện bằng hệ thống dòng chữ Rolex được khắc uh, khắc nổi lên trên cái phần mặt số này và chúng ta cũng sẽ có đó là công nghệ trải tia trên cái phần mặt số này bởi vậy thì khi mà anh em nhìn ở bất cứ một góc nhìn nào nhé chúng ta cũng sẽ thấy cái sự chuyển sắc từ màu vàng đậm sang màu vàng ươm rất tuyệt vời đúng không ạ để cùng tông với màu mặt thì chúng ta sẽ có được trang bị thân vỏ được kết hợp giữa thép và vàng vàng 18 k một cái màu vàng của sự sang trọng uy tín và đứng đắn chúng ta sẽ có cọc số kim cương nhá và chúng ta vẫn sẽ có những cái thông tin uh, thiết kế quen thuộc của nhà Rolex DeChot. mặt kính sẽ có đó là một phần núp ở bên trên góc 3 giờ điền rãnh khía cực kỳ bén luôn ạ đó anh em mình có thể thấy một cái phần điền rãnh khía rất là bén cạnh đúng không ạ phần cạnh càng này rất là bén này và đây sẽ là bên cạnh thân của chiếc đồng hồ đấy ạ chúng ta sẽ có lúm một chiếc đồng hồ với thiết kế bằng vàng và chúng ta sẽ có bên cạnh lúm vẫn sẽ là những cái rãnh khía để mà chỉ nước lịch của một chiếc đồng hồ Rolex Datejust thì anh em mình sẽ cần vặn theo chiều góc 6 giờ để mở núm và sau đó thì khi mà núm đã ra hết cái gen thì anh em mình có thể vặn tiến lên để lên có tay. Bây giờ em sẽ vặn thử cho anh và anh em mình nghe cái tiếng cót của bộ máy 3235 này nhá. Đó, những cái tiếng cót rất là chắc và tiếng nó rất là đã tai đúng không ạ? Tiếp đến thì anh em mình có thể rút ra một lớp để chỉnh lịch ngay và rút thứ hai sẽ chỉnh giờ nhé sau khi chúng ta lấy giờ xong rồi thì anh em bấm vào này và sử dụng hai ngón tay ấn và xoáy lên để đóng cái phần lúm quọn cổ chai để lại độ chống nước của chiếc ngoài sẽ là 100 m rất là thoải mái để anh em mình có thể rửa tay đi mưa dây jubilee kết hợp ba chỉ chính giữa sẽ là vàng đặc nguyên khối này đó rất là trực quan để anh em mình có thể uh, làm nắm bắt được tình trạng của hai chiếc đồng này đúng không ạ khóa thì thậm chí anh chủ cũ thì anh sử dụng rất là giữ gìn mặt khóa vẫn còn bọc một lớp siêu ppf này còn đây sẽ mặt bên trong khóa đấy ạ Còn này mặt sau này vẫn sẽ là mặt đáy kín nhá Bộ máy 3235 Bây giờ thì em sẽ thử trên tay cho mình với chiếc đồng hồ mặt số vi tính này Khi mà chúng ta nhìn thẳng vào mặt đồng hồ Chúng ta sẽ thấy một cái phần mặt số màu vàng đậm Còn khi mà nhìn nghiêng Chúng ta sẽ thấy một cái màu vàng ươm Cùng với đó sẽ là những cái phần đánh bóng và liền rãnh khía Nó sẽ phản chiếu lại ánh sáng và nó sẽ bóng lên rất là đẹp đúng không ạ? Thì với chiếc này em đang có mức giá giao lưu rất là tốt Đó là 379 triệu nhá Cá chiếc này của em thì em đang sẵn sàng giao lưu tại Hà Nội Và em cũng có cửa hàng trong thành phố Hồ Chí Minh Anh em nhà mình cần em tư vấn hỗ trợ Thì có thể gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại Hotline em có để dưới góc màn hình Cảm ơn anh mình đã theo dõi Em xin kết thúc video tại đây